Hoa hậu Hàn Quốc là cuộc thi nhan sắc danh tiếng và có lịch sử tổ chức lâu dài nhất quốc gia này. Trải qua hơn nửa thế kỷ, Hoa hậu Hàn Quốc đã trở thành cuộc thi uy tín lâu đời, là bước đệm để các cô gái trẻ đẹp tiến vào làng giải trí. Đã có nhiều tên tuổi vụt sáng từ cuộc thi, nhưng cũng có vô số người đẹp tài tiếng tràn ngập scandal. Trong đó, Sung Hyuna là á hậu tài tiếng bậc nhất, tên tuổi luôn gắn liền với hai chữ thị phi. Nàng á hậu không ngại cởi đồ, đóng cảnh nóng. Sung Hyuna sinh năm 1975, bước chân vào ngành giải trí từ năm 19 tuổi. Năm 1994, người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và giành được ngôi vị Á hậu 2. Chịu thua một hoa hậu cũng tài tiếng không kém, đó là Han Sung-ju. Cùng năm đó, Sung Hyuna tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế và giành được giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Từ đấu trường quốc tế trở về, Sung Hyuna nhanh chóng trở thành cái tên được hàng loạt đạo diễn săn đón. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng gợi cảm, Á hậu đã thành danh ngay từ vai diễn đầu tay trong Salute the Armor, bộ phim có sự góp mặt của ông hoàng Hallyu Bae-yong-jun. Người đẹp chăm chỉ đóng phim, dắt túi thêm loạt vai diễn ấn tượng trong Thần Y Hujun, Because You, Lipstick, v.v. Mặc dù thời điểm ấy, Sung Hyuna chỉ là diễn viên mới, nhưng cô không hề ngại cởi. Là diễn viên trẻ nhưng Sung Hyuna không ngần ngại tham gia các cảnh nóng, để lại ấn tượng khó phai bằng các bộ phim mang yếu tố 18+. Mặc dù các bộ phim đều được gắn mác nghệ thuật, nhưng những cảnh nóng bạo liệt của Sung Hyuna cũng gây tranh cãi một thời gian dài. Trên thực tế, ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm đôi khi rất mong manh. Tuy vậy, Sung Hyuna vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ kỹ năng diễn xuất của mình. Những bộ phim táo bạo của Sung Hyuna có thể kể tới như Humans in the Future of Men, The Scarlet Letter 2004, Lover 2005, The Customer is Always Right. Dù bị công chúng ném đá dữ dội, người đẹp vẫn quan niệm hy sinh vì nghệ thuật. Tên tuổi cô trở nên nổi tiếng hơn, nhưng đi kèm đó cũng là vô số tài tiếng. Hai cuộc hôn nhân ồn ào scandal thuốc lắc và bán dâm chấn động Hàn Quốc. Không chỉ gây sốc bằng những cảnh nóng bạo liệt trên phim hay không ngần ngại cởi đồ, Sung Hyuna còn gây chú ý vì cuộc sống cá nhân có phần nổi loạn của mình. Trong khi các ngôi sao sống kín kẽ thì Sung Hyuna có phần thoáng hơn rất nhiều. Ngày 7 tháng 3 năm 2002, giữa lúc tên tuổi đang thăng hoa, Sung Hyuna khiến công chúng sốc nặng khi bị khởi tố không giam giữ vì hành vi sử dụng trái phép thuốc lắc. Theo báo cáo từ phía cảnh sát, vào tháng 10 năm 2001, nàng á hậu Hàn Quốc năm 1994 đã đặt mua thuốc lắc từ một người bạn trong hộp đêm tại Seoul. Từ tháng 10 đến tháng 11 cùng năm, cô đã sử dụng thuốc lắc 6 lần. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Sung Hyuna đã phải nhận tội và bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam. Cũng từ đây, loạt tài tiếng bủa vây đã đạp đổ mọi hình tượng đẹp cô dựng lên mắt công chúng. Giữa lúc scandal thuốc lắc còn chưa kịp lắng xuống, thì vào năm 2003, Sung Hyuna khiến công chúng sốc nặng khi quay trở lại showbiz bằng việc thực hiện sách ảnh khỏa thân 150 trang. Công chúng không khỏi bị sốc trước hành động này của á hậu tài tiếng. Đối với những ngôi sao phương Tây, việc chụp ảnh khỏa thân là điều bình thường. Nhưng với showbiz Hàn, những hình ảnh gợi cảm của Sung Hyuna ngày ấy không khác gì một quả bom nổ, gây chấn động dư luận. Scandal sách ảnh của Sung Hyuna vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, một người đẹp xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hàn lại có đời sống cá nhân phức tạp và bê bối là điều không thể chấp nhận được. Vụ việc còn trở nên ồn ào khi nhà xuất bản sách ảnh kiện nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này vi phạm bản quyền, tự ý tung hình ảnh lên mạng khi chưa được phép. Bộ ảnh vốn dĩ giới hạn lứa tuổi người xem, nhưng bị phát tán trên mạng đã khiến Sung Hyuna bị công chúng ném đá kịch liệt. Dư luận đồng loạt phản đối, tẩy chay nàng á hậu tay tiếng quay trở lại showbiz. Trước những chỉ trích nhắm vào mình, Sung Hyuna giải thích cô chỉ làm người mẫu theo yêu cầu của nhà xuất bản. Người đẹp cũng lên xe hoa 2 lần và tiếp tục lại là những cuộc hôn nhân tài tiếng. Sung Hyuna lần đầu kết hôn cùng một doanh nhân giàu có vào tháng 12 năm 2007. Đám cưới được tổ chức xa hoa, lộng lẫy. Những tưởng cặp đôi sẽ bên nhau trọn đời, nhưng chỉ 3 năm sau, Sung Hyuna và chồng đã đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn 3 tháng, người đẹp tài tiếng đã nhanh chóng tái hôn và có một con trai với người chồng mới. Những tưởng sau bao sóng gió, cuộc đời nữ diễn viên sẽ yên bình hơn, nhưng dường như tên tuổi của cô luôn gắn liền với hai chữ thị phi. Năm 2013, cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một đường dây mua bán dâm cao cấp quy mô lớn, và trong danh sách này xuất hiện cái tên Sung Hyuna, Á hậu Hàn Quốc 1994. Theo kết quả điều tra, trong năm 2010, Sung Hyuna đã 3 lần phục vụ một doanh nhân Hàn Kiều để đổi lấy số tiền 50 triệu won, khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, cô còn bị cáo buộc thường xuyên bán dâm cho các đại gia khác. Có nhiều bằng chứng cho thấy đôi bên đã ký hợp đồng tài trợ, trên thực chất là trao đổi tình tiền. Trước những cáo buộc, Sung Hyuna phủ nhận.
Chúng tôi gặp nhau dựa trên mối quan hệ tiến tới hôn nhân, không hề có hợp đồng tài trợ nào. Nàng Á hậu đã phải hầu tòa nhiều lần sau đó và nhận mức án phạt cuối cùng là phạt 2 triệu won, khoảng 38 triệu đồng. Đồng thời kháng cáo thành công khi công bố có tình cảm với doanh nhân Hàn Kiều, khiến quan hệ giữa họ không phải mua bán dâm. Tháng 8 năm 2014, Sung Hyuna được tòa tuyên bố vô tội do không có đủ bằng chứng. Dù được tuyên vô tội, nhưng vụ việc lại một lần nữa khiến công chúng ngán ngẩm với cái tên Sung Hyuna. Dư luận đều cho rằng chắc chắn có giao dịch tình tiền ở đây, và kể từ đó đến nay, Sung Hyuna gắn liền với cái tên Á hậu bán dâm tiền tỷ. Bi kịch liên tục ập đến, người chồng tự tử, cuộc sống khó khăn. Scandal tai tiếng đã khiến Sung Hyuna phải chịu vô số trái đắng. Hôn nhân tràn đất, cô phải rời khỏi căn hộ trước đây và một mình nuôi con trai. Nhà chồng cũng tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với nàng Á hậu, thậm chí còn khẳng định, chúng tôi không biết người này, chúng tôi không muốn nói thêm điều gì và cũng cắt đứt liên lạc từ lâu. Trong một chương trình truyền hình, người đẹp từng khóc và tâm sự. Ngay cả khi được xử vô tội, tôi vẫn không cảm thấy dễ chịu. Ngày hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi thông báo vô tội khi đang ở trung tâm thương mại với con trai. Chỉ trong 3 năm mà tôi mất hết tất cả. Tôi đã từng kiếm được rất nhiều tiền trong lúc nổi tiếng. Nhưng sau scandal, kiện tụng, tôi chỉ còn 7 triệu won, 140 triệu đồng trong tài khoản. Tôi đã ngồi ở vệ đường và khóc. Chưa từng nghĩ cuộc đời có lúc khó khăn như thế, như vì con trai mà tôi đã cố gắng sống tiếp. Sau khi trắng án, Sung Hyuna quyết tâm quay lại làng giải trí. Cô tham gia một loạt phim truyền hình nhưng nhận về vô số gạch đá, những lời chỉ trích, phản đối đến từ công chúng. Đến tháng 5 năm 2017, cái tên Sung Hyuna lại tiếp tục trở thành tâm điểm các mặt báo do cảnh sát phát hiện thi thể ông Choi, người chồng thứ hai của Á hậu, trong xe hơi đổ tại một bãi đổ xe ở Gyeonggi, Hàn Quốc. Theo kết quả điều tra, ông Choi đã tự tử bằng khí thang. Nguyên nhân được cho là do người đàn ông này bị cảnh sát điều tra vì tội tham ô. Trước cái chết của chồng, Á hậu Hàn Quốc 1994 cho biết cô đã ly thân cách đây vài năm, chỉ là chưa hoàn tất thủ tục ly dị. Dù vậy, cô vẫn rất sốc và đau khổ trước cái chết bất ngờ của chồng cũ. Người đẹp chia sẻ, khoảng thời gian chồng mất chính là lúc khó khăn nhất. Cô và con trai phải sống trong một căn phòng nóng nực, chật chội. Căn phòng ấy không có điều hòa hay quạt. Sung Hyuna đã rất cảm động khi được một người bạn cho hai chiếc quạt vào lúc cô không có tiền để mua. Đến nay, ở tuổi ngoài tứ tuần, Á hậu vẫn đang chật vật nuôi con một mình và cố đóng phim, tham gia chương trình truyền hình trong sự ghẻ lạnh của khán giả. Có được xuất phát điểm hơn người, cùng sự nghiệp thành công rực rỡ. Thế nhưng, Sung Hyuna đã đánh mất tất cả vì những scandal buông thả, vòng xoáy giao dịch tình tiền đầy tai tiếng, trở thành Á hậu tai tiếng nhất lịch sử 63 năm cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc.